công chăm sóc, đầu ra ổn định, mô hình nuôi chim bồ câu đang ngày càng được nhiều người áp dụng và cho hiệu quả kinh tế cao. Các món ăn từ chim bồ câu được sử dụng rộng rãi, chứ không chỉ dành riêng cho giới nhà giàu. Cũng vì lẽ đó, mô hình nuôi chim bồ câu là mô hình giúp nhiều người đổi đời. Cùng nằm trong danh sách gia cầm, nhưng so với nuôi gà, nuôi chim bồ câu lại nhàn đến không tưởng. Chim bồ câu ít dịch bệnh hơn gà, lại tiêu tốn thức ăn ít hơn. Mỗi ngày, bà con cho chim ăn 2 lần vào sáng chiều, với lượng thức ăn chỉ bằng 1 phần 10 trọng lượng cơ thể. Nuôi chim bồ câu lấy thịt có đầu ra rộng mở hơn nuôi lấy trứng, do nhu cầu sử dụng thịt chim bồ câu luôn ở mức cao. Nếu như những mô hình chăn nuôi gia cầm khác, người nuôi phải bỏ vốn hàng trăm triệu đồng cho các khoản chi phí, từ con giống, chuồng trại đến thức ăn, thì nuôi chim bồ câu, mọi chi phí đều được giảm thiểu đi rất nhiều. Do thời gian gây đàn nhanh, nên ban đầu bà con có thể mua vài chục cặp hay vài trăm cặp để nuôi thử. Chim bồ câu từ 5 đến 6 tháng tuổi đã bắt đầu sinh sản. Sau 24 ngày tuổi đã có thể xuất chuồng. Giá một cặp chim mới ra ràng trên thị trường hiện nay vào khoảng 100.000 đồng. Tính ra, chỉ sau vài lứa đẻ là bà con đã có thể hoàn lại vốn. Nếu nuôi theo hướng lấy thịt, bà con nên chọn những giống có trọng lượng lớn hoặc giống có chất lượng thịt tốt. Một số giống bồ câu lấy thịt hiện đang được nuôi phổ biến như giống bồ câu Titan Thái siêu thịt. Đây là loại bồ câu chất lượng nhất hiện nay và được mệnh danh là dòng siêu đẻ, siêu thịt và siêu lợi nhuận.